Xin chào anh em nha, chào mừng anh em lại quay lại kênh của mình nha, Di động Hữu Phúc ha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình luôn, 0355 356 356. Quy định mua máy thì anh em vui làm cọc trước cái cào Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui làm cọc với mình 100.000 Viettel. Mình chỉ nhận cái cào Viettel thôi nha anh em, để cọc ha. Thì anh em mua máy thì mình đã ship code toàn quốc, anh em yên tâm, chỉ cần cọc tiền là mình đã ship hàng. Tới nơi thì anh em tính thanh toán tiền còn lại và cộng ra tiền phí ship nha anh em. Phí ship thì 450.000 ngày đấy, tùy theo khu vực. Anh em nào mà tin tưởng chịu khó thắng cho mình á thì mình bao ship cho anh em luôn. Đó, không dây dòng nữa, mình xin giới thiệu máy hôm nay cho anh em luôn nha. Con máy đầu tiên trong hôm nay là nè, một con iPhone 5 anh em. Mình có một con iPhone 5 màu đen nha. Vỏ thì nói chung là như clip mình quay, nói chung là không được đẹp keng. Cũng còn tạm ổn nha. iPhone 5 16GB nha nè, kính này còn đẹp, nói chung kính đẹp. Mang một sạc nhanh nhẹ xíu như đường cộng kim nha nè, như cái đường chi luôn, xíu 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 như đây. Đó, xài bình thường nha nè, không ảnh hưởng hết ha, không lan không nước hết ha, màng mượt, màng xài cực mượt luôn. Đó, bỏ sim vô là xài ha, cho anh em reset thoải mái, tự máy này máy sạch. Máy quốc tế nha, iPhone 6 máy quốc tế, chức năng full, 16GB. Giá thì giá chuột chết luôn anh em, giá chuột chết ha. Để anh em giá 580.000, không sạc nha, máy không, không sạc nha anh em, 580k full chức năng, bỏ sim là xài nha. Đó, máy thì như mình quảng cáo rồi nha, không sai lệch thì hết. Đó, màn kính thì đẹp, 580k không sạc. Ok, tiếp theo cho anh em là một con Ring 500 Samsung. Con này thay vỏ mới keng rồi nè, vỏ sườn thay mới như bóc hộp luôn. Ring 500 màn hình 5 inch, RAM 1.5GB, bộ nhớ 8, pin 2006, kính keng 6 ăn màn Ring. Màn Ring nha, kính đẹp keng luôn. Đó, máy sạch sẽ đẹp đẽ. AMOLED thì nó mấy con này màn Ring thì lúc nào nó không có ám nhẹ nhẹ. Không đáng kể nha, con này ám đẹp. Ám đẹp không đáng kể. Ring 5. Đó, máy cực đẹp luôn. Con này để anh em giá 850 nha. 850k kèm sạc dán kính. Một con J320 Samsung, con này cũng thay vỏ mới rồi. Đây, thay vỏ mới keng cho anh em rồi. Đó. Cũng màn hình 5 inch luôn, RAM 1.5GB, bộ nhớ 8, pin 2006. Màn Ring, kính đẹp. Màn Ring kính đẹp. Kính keng sạc bén luôn. Con này là J3. Màn đẹp nha anh em. Vì 320 kèm sạc bén luôn. Con này để anh em giá 820k, máy cực đẹp, nói chung là không chê nha. Một con Oppo A37 thay vỏ mới, A37 thay vỏ mới như bốc hộp luôn nha, kèm sạc bén ha, kính đẹp. Con này còn pin không, để em bật pin lên nha. Mới lên nguồn nha anh em, mình bật nguồn lên cho anh em xem. Màn hiển thị ok ha. Đó, chức năng ok full. Oppo A37. Con này RAM 2 16 nha anh em. Màn hình thì 5 inch. Đó. A37 thì nói chung anh em biết rất nhiều rồi, không cần quảng cáo nhiều ha. Anh em nào thích thì mua thôi. Giá bình dân. Ok, con này để anh em giá 950k, nhanh gọn ha, kèm sạc dán kính luôn. 950k, đầy đủ sạc, dán lực cho anh em. Tiếp theo là một con Xiaomi Redmi Note 3. Con này là pin 4000 nha anh em, pin trâu nha. RAM 3 32, pin 4000. Màn hình thì 5.5 inch ha. Máy full chức năng. Kính đẹp, lưng đẹp. Xiaomi Redmi Note 3 này, full chức năng ha, máy đẹp, kính đẹp, lưng đẹp. Con này ra đi cho anh em giá 1290 ngàn, máy còn rất là đẹp. Tiếp theo là một con Samsung A600 bản hàng, máy ngoại hình cũng còn ok, máy Ring nguyên, kính đã dán lực cho anh em rồi. Đó,
nền rất là mượt anh em, màng ring vo ring đẹp trên 97 nha, mấy con ok. Samsung A600 bản hàng, một sim nguyên ring nguyên bản của nó luôn nha anh em. RAM 332, màn hình 56, pin 3 ngày. Con này để anh em giá 1690, kèm sạc dàn kính 1690 nha anh em. Tiếp tục clip là một con Vivo Y91C, vỏ sao có xuất xuất như clip mình quay. Y91C RAM 232, màn hình 6.2, pin 4030. Kính thì đẹp nha, đại dáng lực cho anh em rồi này. Đại dáng kính này. Vỏ thì có xuất sắc nhẹ. Kính đẹp ha, màn đẹp. Màn hiển thị sắc nét nha. Y91C anh em, RAM 2, bộ nhớ 32GB. Một 820 kiểu máy hiển thị sắc nét, kính đẹp keng. Con này ra đi cho anh em 1650, giá 1650, kèm sạc dàn kính nha. Vivo Y91C. Tiếp theo cho anh em là một con Oppo A3s nha. Con này vỏ thay mới keng. Vỏ chưa thay, sorry anh em. Con này là vỏ ring, có nhầm như clip. Con này máy ring nha anh em, chưa thay thế ha. RAM 216 anh em, pin 4230. Màn hình 6.2. Cái cây sim này màu đen nha. Cây sim này màu đen. Màn hiển thị sắc nét nha, đẹp. A3s. RAM 216GB. Màn hiển thị sắc cực sắc nét luôn, đẹp kìa. Mà không xước ha. Lưng sau thì xước như clip mình quay luôn. A3s, con này để anh em giá 1590. 1590. Tiếp theo clip là một con bộ A39 nha anh em. Đó bộ A39 ha. Máy thì nắp sau thay mới rồi. Càng luôn. Con này RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình 5.2, pin con này là 2009 nha. Kính đẹp không xước nha. Kính đẹp không xước sắc. Màn hiển thị sắc nét nha. Wi-Fi mạnh. A39 nha, RAM 3 này. 332. Nói chung là máy đẹp ha, máy cực đẹp luôn. RAM 3 32GB, A39 đây nè, giá 1350. 1350. Tiếp theo là một con Realme C1 thay vỏ mới keng. Con này thay vỏ đẹp ha, Realme C1. Màn hình 6.2. RAM 2 bộ nhớ 16 ha, pin 4230. Con này cấu hình nó giống y chang A3s luôn, chả khác gì. Bên mặt màn hình cũng y chang luôn. Đó. Màn hiển thị sắc đẹp. Sắc nét nha anh em. A16 Realme C1. Màn đẹp. Đó. Ok nha, con này ra đi cho anh em. Giá 1490. 1.490.000, kèm sạc dàn kính. Samsung A750. Bản 2 sim, con này sườn xuất sắc nha. Sườn là tróc benzen. Cạo luôn. Kính sao đẹp ha, lưng sao đẹp này. Con này RAM 4 bộ nhớ 64 anh em. Con Samsung này là RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình 6 inch, pin 3003, kính đẹp keng, đại dáng lực cho anh em rồi. A7 218, RAM 464, con này đã đưa cho anh em giá 2.3 nha. Tiếp đến là con Samsung S9 cộng, con này nắp sau thay mới keng rồi, sườn xuất sắc nha, màn zin hiển thị đẹp không xước, đại dáng kính, đại dáng keo trong cho anh em rồi. Bản hàng một sim nha anh em, S9 Plus anh em. 6.2 RAM 6 bộ nhớ 64, pin 3500 ha. Đó, máy cực đẹp. Màn hiển thị sắc nét, màn ring. Chức năng thì ok, khỏi bàn ha. Hoạt động rất là ok. Đây, S9 cộng này. Cấu hình cho anh em xem luôn ha. Một sim nha anh em. Máy rất là nét ha, màn ring nguyên.
con này ra đi cho anh em giá 34 3,4 triệu, kèm sạc dán kính cho anh em rồi. Tiếp theo là một con Samsung A710 2 SIM Việt Nam, sườn xuất sắc như clip ha, kính sao đẹp, kính trước lông mèo nhẹ, không mấy còn lông mèo trong kính cường lực anh em này thấy luôn này đó, thấy đâu ha, còn riêng nguyên hết ha, còn riêng nguyên hết màn riêng luôn. A710 Samsung. Con này RAM 3, bộ nhớ 16GB, màn hình 5.5 inch, pin là 3300. RAM 3GB anh em, xài cũng rất là ok nha. Màn hình rất là đẹp. Con này ra đi cho anh em giá 1450. 1.450.000, kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo clip là một con Samsung J737 bản hàng, nguyên zin, đẹp, trên 98. Đánh giá là trên 98, nguyên zin. J737. Con này RAM 332 anh em, màn hình thì 5.5 inch ha. Pin 3300, kính 99 luôn anh em. Kính không một vết xước ha, mấy nguyên zin. Từ A tới Á luôn, bản hàng thì anh em biết là nguyên zin một SIM ha. Mình không có lên. J737, con này để anh em giá 1690. 1.690.000. Máy cực đẹp. Dán kính kèm sạc. Tiếp theo là một con Samsung A6 Plus, A6 cộng anh em. Nó sao còn đó là ok nha, màu đen. Con này RAM 4 anh em, bộ nhớ 32 ha, màn hình 6 inch, pin thì 3500. Máy ngoại hình rất là đẹp. Đó, wifi các kiểu ra điếu, ok mạnh. RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. A6 Plus. Ok nha anh em, con này ra đi cho anh em nhanh gọn luôn nha. 2,5 triệu. 2,5 triệu nha anh em, kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là một con G5 Rim Samsung. Con này vỏ sale thì thấy một hai vết xước nhẹ, không đáng kể. Màn hình 5 inch ha, RAM 216, pin con này là 2400. Kính thì đẹp keng luôn. Kính không xước ha, đã dán lực cho anh em rồi. Kèm sạc dán kính trước khi gửi máy cho anh em. Máy hiển thị sắc nét ha. Chức năng không lỗi nha. Con nào lỗi thì mình báo ha, còn con nào chức năng ok là mình không có nói về cái lỗi phải nó nữa ha. Máy ok. G5 Rim, con này ra đi cho anh em mềm mại thôi, 1.050.000. 1.050.000, kèm sạc dán kính. Một con Oppo A1K thay vỏ mới keng. Oppo A1K, RAM 2, bộ nhớ 32. Màn hình 6.1, pin con này là 4000. Thay vỏ gần như là máy bóc hộp ha. Đó, rất là nét. Kính thì không có trước luôn. Mua thì mình sẽ dán lực cho anh em, kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy. Đó, wifi thì cực mạnh rồi. A1K. Đó, ok nha. Màn hiển thị sắc nét nha anh em. A1K, con này ra đi cho anh em giá 1.650.000, 1.650, dán ngân lực kèm sạc. Tiếp theo là con Oppo F3, nếp sau thì mới keng này. F3 thì mới keng, màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 4, bộ nhớ 64 anh em, con này là RAM lớn nha, RAM 4 64, màn hình là pin là 3200, kính thì đã dán ngân lực đẹp keng sạc bèn, không vết xước. Đó, màn thì riêng nguyên, màn riêng hiển thị sắc nét nha. RAM 464GB, cấu hình mạnh. Ok, con này để anh em giá 1850. 1.850.000. Máy rất là đẹp luôn. Realme C12. Realme C12 riêng nguyên. Con này lưng sale đánh giá trên 98. 97-98%. Pin 6000, con này trâu bò nha. Kính thì đã còn răng ti. Riêng nguyên, đẹp keng sạc bèn. Trên 98-99 luôn. Realme C12 RAM 332, màn hình này 6.52, pin 6000, pin con này quá trâu luôn. Anh em đi xa rồi này nọ rồi, hay đi xe rồi á, mua con này thì bảo đảm không sợ hết pin xài một ngày. Nếu xài ít 2 ngày thoải mái ha. Con này Android 10 nha, C12 RAM 332. Nói chung là cấu hình tạm, được cái là pin cực trâu. Con này nó đi cho anh em giá 2,3 triệu.
Vivo i30. Vivo i30 máy đẹp trên 98. Màn hình 6.47, RAM 4, bộ nhớ 128, pin thì 5000. Kính thì quá là đẹp, trên 98 luôn. Không xước nha. Chức năng hoạt động thì ok. Không lỗi phải ha. Chức năng các kiểu radio nó ok luôn. RAM này nè, 4GB, bộ nhớ 128GB. Cấu hình là quá khung luôn. Con này ra đi cho anh em giá 29 nha. 29 kèm sạc dán lực cho anh em đầy đủ. Tiếp theo là một con Oppo A31. Con này RAM 6, bộ nhớ 128. Con này bản RAM 6 nha anh em, cực mạnh nha. Màn hình 6.5, pin thì 4230. Máy thì kính dán lực rồi, máy cực đẹp, không xước sát gì hết. Đẹp trên 97 98 luôn. RAM 6, bộ nhớ 128GB. Cấu hình khủng A31. Giá mềm mại ha. Con này ra đi cho anh em giá 2.9 luôn. RAM 6, 128 này. Con này 29 luôn, kèm sạc dán kính luôn cho anh em. Rồi, cái clip này thì hôm nay xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà. Nhớ bấm đăng ký kênh nha anh em để đón xem những clip mới từ kênh của mình. Chào anh em. Hẹn gặp lại clip ngày mai.